Thưa quý vị, triển khai quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2024-2030, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu kêu gọi thu hút 91 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, du lịch, cảng biển, dịch vụ và hạ tầng kết nối giao thông. Trong số này, ở lĩnh vực công nghiệp, Bà Rịa Vũng Tàu kêu gọi thu hút 21 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ngành năng lượng và điện gió ngoài khơi. 11 dự án hạ tầng khu công nghiệp cụm công nghiệp dự kiến được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2030, gồm khu công nghiệp Phú Mỹ có quy mô 650 ha sẽ phát triển theo loại hình khu công nghiệp đô thị dịch vụ. 6 khu công nghiệp tại quyền Châu Đức với diện tích 6.200 ha tập trung thu hút các ngành lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, sạch, xanh. Ngoài ra, 4 khu công nghiệp dự kiến triển khai gồm cụm công nghiệp Long Hương 2, cụm công nghiệp Tam Phước, cụm công nghiệp Phước Long Thọ và cụm công nghiệp Châu Đức, với tổng diện tích 130 ha nhằm mục đích chi dời các cơ sở công nghiệp của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn nằm trong khu dân cư có khả năng gây ô nhiễm môi trường giàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng dự kiến thu hút 10 dự án ngành năng lượng và điện gió ngoài khơi. Hiện tại, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang bám sát quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 Tầm nhìn đến năm 2050, vừa được chính phủ phê duyệt để triển khai các giải pháp thu hút đầu tư theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tỉnh chú rộng vào các gián quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.